Lisa xin kính chào tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình SGN. Một lần nữa rất là vui được trở lại với chương trình Tìm hiểu về đau nhức cùng với lại bác sĩ Vũ Thu Giang. Xin chào bác sĩ Giang. Xin chào bác sĩ Teresa. Anh em cũng rất là hân hạnh được đón chào lại quý vị của đài SGN. Dạ vâng, cũng như là mỗi lần trước thì chúng ta có một cái đề tài về những cái bệnh đau nhức. Và lần này Thúy Sơn muốn nhờ bác sĩ Giang giải thích thêm về cái bệnh mà đau đầu gối. Những ai mà hay bị đau đầu gối? Cái bệnh đau đầu gối là một cái bệnh mà Giang thấy rất là nhiều người bị cái vấn đề này. Cho nên là thật sự cái câu hỏi của Teresa cũng là một câu hỏi của rất là nhiều người hỏi, và cũng rất là nhiều người bệnh nhân đến để coi cái bệnh này. Cho nên là Giang vẫn nghĩ là cái bệnh này là một cái bệnh mà mình nên tìm hiểu sâu hơn. Cái người mà bị cái đau đầu gối nhiều á là giống như những cái người làm những cái việc giống như là đứng nhiều, mấy cái người mà đi nhiều, hoặc là những cái người ngồi nhiều. Tại sao? Tại vì thực sự ra đứng nhiều nó sẽ làm cho giống như cái lực của cái cơ thể nó ép lên cái đầu gối rất nhiều, cho nên nó cũng làm cho cái người đó bị đau. Nhưng mà ngồi nhiều á, là ai cũng nghĩ ô ngồi đâu có chịu một cái lực gì đâu, nhưng mà khi mà mình ngồi nhiều á thì nó sẽ làm cho cái đầu gối nó không có được cái tại ít vận động quá thì nó cũng gây ra cái đau đầu gối. Mà cái mà Giang thấy nhiều á là cái người Việt Nam mình là bị một cái bệnh, thực sự không phải là cái bệnh đúng không, cái truyền thống ngồi của người Việt Nam mình là ngồi xổm. Thì khi mà ngồi xổm á thì cái đầu gối mình nó gập rất nhiều, và nguyên một cái để mà cái chịu cái lực của đầu gối là nguyên cái mông á, nó đâu ngồi xổm thì không có cái gì hứng đỡ cái mông hết, thì nguyên cái đầu gối là nó sẽ chịu cái lực của nguyên cái cơ thể của mình ngay đằng sau, cho nên nó kéo rất nhiều. Và cứ năm này tháng nọ mình cứ ngồi xổm thì cái đầu gối nó chịu lực nhiều thì nó sẽ gây ra bị cái đau này. Và cái khi mà cái đầu gối mà nó bị ép nhiều á thì cái người bệnh nhân cũng vẫn cứ giống như cái thói quen của mình cứ vẫn cứ không có nghĩ là cái này là không đúng. Mình cứ giống như có người đau nhiều á thì cố uống những cái viên thuốc, và có những người thì bị đau thì nói thôi mình chắc mình cứ nên đi bộ nhiều. Nhưng mà mình cũng phải tùy theo là nếu mà mình đã là những cái người tập thể dục nhiều thì mình nên bớt giống như mình nên nghỉ ngơi và mình tập cho nó tốt hơn. Còn những cái người nào mà không có tập, không có vận động á thì mình phải vận động hơn. Cho nên đó là một trong những cái mà mình thấy rất là nhiều của cái người Việt mình á, là cái ngồi chồm hổm. Thường cứ với lại có những người á, là cứ ngồi kiểu mà ngồi quỳ gối thì nhiều khi đi lễ quỳ gối thì đó, có những cái mà mình gập cái đầu gối nhiều quá thì mình cũng dễ bị đau hơn. Hồi nãy bác sĩ Giang nói tới là sở dĩ mà đau đầu gối là tại vì cái đầu gối của mình chịu cái lực quá nhiều. Cái trọng lượng cơ thể nó có ảnh hưởng đến một người có bị đau đầu gối hay không? Thí dụ một người mà ốm so với một người mà mập. Cái câu hỏi rất hay. Cái người mà ốm á thì cái cơ thể của họ nó nhẹ hơn, cho nên là sẽ không có bị sức nặng của cơ thể nhiều. Còn cái người mập á thì cái trọng lượng của mình nó nặng quá thì nó sẽ làm cho cái đầu gối nó bị sức ép nhiều hơn thì sẽ bị đau nhiều hơn. Và Giang thấy rất là nhiều á là cái người mà bệnh nhân mà giống như họ tăng cân quá nhanh, hoặc là họ tăng cái lực, họ exercise giống như hôm nay exercise 5 pound mà ngày sau là cái nhảy lên 10 pound, 15 pound. Thì những cái người mà tăng cái độ làm việc của đầu gối nhiều quá, hoặc là tăng cái sức nặng chịu lên cái đầu gối nhiều quá là những cái người bị đau đầu gối dễ hơn. Và cái nữa là mấy người mà chơi thể thao thì chơi thể thao chấn thương rất là nhiều. Thì những cái người chơi thể thao á cũng là những người bị đau đầu gối nhiều. Tại vì nhiều khi bị cái lực ép từ bên ngoài, hoặc là cái đầu gối này
chạm vô cái đầu gối kia thì nó cũng làm cho cái đầu gối nó bị lệch qua và nó đau. Hoặc là mình đang chạy mà mình chuyển hướng, giống như mình đang chạy thẳng xong cái mình quay qua, mình chuyển hướng qua trái hoặc qua phải thì cái đầu gối nó bị twist, nó bị xoay vặn á, thì nó cũng dễ làm cho cái đĩa đệm của ở giữa cái đầu gối nó bị ép và nó bị trầy. Đó là một trong những cái. Và còn những người mà có thể bị đau đầu gối nữa là những cái người mà giống như là lái xe. Khi mà lái xe thì bị giống như accident á, thì cái đầu gối mình đụng lên trên cái phía trước của cái xe thì nó va chạm như vậy thì cái đầu gối cũng dễ bị chấn thương. Hoặc là mình đang thắng, đạp thắng rồi mình bị đụng ở đằng sau, cái đầu gối nó cũng bị một cái sức ép, cũng bị đau đầu gối. Cho nên là thật sự cái đầu gối là một trong những cái nhìn thì nó khỏe mạnh như vậy nhưng mà để mà chấn thương nó cũng làm cho mình rất là nhiều cái bất tiện để mình đi lại, hoặc là đứng lên ngồi xuống có rất là nhiều cái mà mình không có thoải mái. Và có những người làm giống như đi lên đi xuống cầu thang nhiều quá cũng bị. Có những người thì cái người mà bị đau thì rất nhiều, nhưng mà cái đau đầu gối nó thực sự nó chia ra nhiều cái khác nhau. Tại vì cái đầu gối nó có rất là nhiều thành phần, nó có xương, nó có sụn ở giữa, rồi nó có dây chằng. Mà dây chằng lại có rất là nhiều dây chằng. Dây chằng hai bên của cái đầu gối, dây chằng ở trước, đằng sau của đầu gối, và dây chằng ở trong giữa, nó chéo với nhau. Cho nên là có những cái dây chằng đó thì có những người cái giống như cái đụng xe thì người ta dễ bị cái dây chằng nào hơn. Có những người bị chấn thương ở ngoài thì người ta dễ bị cái dây chằng ở trong. Người chấn thương ở trong thì dễ bị dây chằng ngoài, thì tùy theo cái độ mà kéo giãn của cái dây chằng nó bao nhiêu. Và cái dây chằng nó cũng có nhiều khi nó gây ra giống như nhiều khi có người thì chỉ chấn động mà bị giống như người ta chia ra là nhẹ và vừa vừa và nặng, thì có tùy theo cái bệnh và nhiều tùy theo cái sức chấn động vô cái chấn thương của cái đầu gối thì nó sẽ chia ra từng phần, thì cái chữa trị nó cũng theo những cái bệnh và nó cũng theo những cái dây chằng khác nhau để mà mình chữa thì nó mới chính xác. Hoặc là nó theo cái địa đệm, hoặc là theo cái cơ xung quanh, hoặc là có những người thì không bị những cái dây chằng hoặc là cái sụn hoặc là cái xương mà họ bị cái túi nhờn. Tại vì cái túi chất nhờn đó là nó giúp cho lâu lâu nó tiết ra cái chất nhờn để nó giúp cho cái cột đầu gối nó được trơn để mình di chuyển, và nó cũng giúp cho cái sụn, mà có những người bị như vậy. Có những người bị đau đầu gối nữa là không phải chấn thương, không phải gì hết, mà cái tuổi già. Tuổi già đó là một trong những cái mà cái đầu gối dễ bị đau hơn, là tại người ta lớn tuổi dần dần á thì cái sụn nó bị khô đi, thì cái xương hai cái nó cọ sát với nhau và nó dễ bị đau hơn. Có nhiều yếu tố, nhiều nguyên nhân mà gây đến cái việc đau đầu gối như vậy. Nhưng bác sĩ Giang nói đi cũng đau, đứng cũng đau, ngồi cũng đau, lớn tuổi cũng đau, mình lái xe mình cũng bị đau. Như vậy thì có cách nào để mà mình có thể giảm cái nguy cơ mà mình bị đau, làm sao mà mình phòng ngừa cái bị đau đầu gối không? Thì giống như khi mà mình biết được cái nguyên nhân của đau đầu gối thì mình dễ biết được cái cách mà mình làm giảm cái đau đầu gối. Thì như Giang nói hồi nãy là ngồi xổm, ngồi giống như ngồi chùm hổm á, thì cái đó là cái thói quen của người Việt mình. Thật sự dân chẳng có thấy người Mỹ nào mà ngồi được cái kiểu đó hết. Thì cái đó là một trong những cái là mình nên giảm đi, đừng có ngồi cái kiểu đó. Tại mình biết cái kiểu đó là cái kiểu nó thuận tiện thật á, giống như nhiều khi mình ngồi xuống thôi, khỏi cần cái ghế gì hết, ngồi xuống mình lặt rau hay là mình làm cái này cái kia, thì cái cách ngồi đó thực sự là không tốt, cho nên mình bỏ bớt cái đó. Rồi mình ráng, mình nếu mà mình tăng cân thì mình phải giảm cân bớt lại, mình biết là cái cân nặng của mình nó làm cho mình bị như vậy. Cái nữa là mình ráng mình đừng có giống như mình tập quá sức trên cái đầu gối, hoặc là
mình phải, nếu mà mình thiếu vận động thì mình phải vận động. Và một trong những cái quan trọng nữa Giang vẫn khuyên bệnh nhân là exercise. Exercise là một trong những cái yếu tố rất quan trọng để mình giúp cái đầu gối mình mạnh. Ngay cả tất cả cái khớp trong người mình, nếu mà mình không có tập thể dục đúng để cho, giống như mình thấy cái đầu gối mình là cái mà mình sẽ bắt buộc mình phải dùng mỗi ngày, giống như cái người đầu bếp đi thì phải đứng hoài thôi, hoặc là những cái người làm trong văn phòng thì phải ngồi hoài, thì mình biết là cái đầu gối mình nó có những cái nó bị giới hạn hoặc là mình dễ bị đau, thì bắt đầu mình nên tập. Thì Giang có đem đến cái bài tập exercise này, thì ráng nếu mà có cái điều gì không hiểu thì có thể hỏi, nhưng mà đa số những cái bài tập này thì cứ tập mà mỗi cái tư thế là giữ khoảng 5 giây và tập khoảng 10 đến 15 cái, có thể tập trước khi mình đi ngủ hoặc là sau khi mình thức dậy, trước khi mình đi làm mình, hoặc là trước khi mình vận động, mình phải stretch cái đầu gối, mình warm up cái đầu gối thì cái chấn thương nó sẽ ít xảy ra hơn. Cái nữa là khi mà mình đừng tránh giống như là uống rượu uống bia nhiều cũng không có tốt cho đầu gối. Mấy này nghe mấy anh nghe chắc không vui nhưng mà thật sự bia rượu là những cái chất giống như nó thật sự nó gọi là chất độc cho cơ thể. Thì khi mà chất độc cho cơ thể như vậy á, thì nó sẽ làm cho giảm cái độ đệm của cái tất cả các khớp trong cơ thể mình, nó sẽ bị khô, thoái hóa nhanh hơn, cho nên nó sẽ gây ra cái bệnh đau đầu khớp, mà cái đầu gối là thường nó bao động trước nhất. Và thường á, thì cái bệnh đau gối thì là thật sự thì gặp nhiều phụ nữ hơn là nam giới, nhưng mà tại vì phụ nữ thực sự cái hip của họ wider hơn, giống như cái xương chậu của họ là bự hơn, rộng hơn á, thì làm cho cái đầu gối nó sát nhau hơn, thì cái lực nó dồn lên cái đầu gối nhiều hơn. Nam giới thì cái hip của họ nhỏ cho nên cái đầu gối họ lại không có bị gần nhau á, thì cái lực của họ nó cái trọng lực của cơ thể của họ nó cân bằng hơn, nó ra ngoài hơn, thì nó stable hơn là người phụ nữ. Với người phụ nữ thì bị cái giống như cái cơ của mình nó không có, nó gọi là elastic, nó giống như nó giãn, nó không có chắc bằng cái người đàn nam giới, thì cái người phụ nữ dễ bị đau đầu gối nhiều hơn nam. Thì Giang vẫn thấy là cái thành phần người phụ nữ bị đau đầu gối nhiều hơn thành phần nam, nhưng mà Giang thấy những cái thành phần nam á mà bị đau đầu gối nhiều á là tại vì họ hút thuốc uống rượu nhiều, hoặc là họ chạy nhiều quá, hoặc là ngồi nhiều quá, thì đó là những cái phần chính mà Giang gặp của những cái người bệnh nhân mà mình đã từng chữa qua, thì thấy như vậy. Mình chỉ còn có một vài phút trong chương trình nữa thôi, nhưng mà Thủy Sâm muốn hỏi bác sĩ Giang là, tại vì bác sĩ Giang, cái tập thể dục là một cái rất là tốt cho cái cơ thể, dù là mình bị bất cứ một cái bệnh nào, và bác sĩ Giang cũng có chia sẻ một cái vài bài tập để mà giúp cho cái đầu gối, nhưng mà có những cái loại thể dục hoặc cách thể dục nào mà mình nên tránh hay không? Tại vì Thủy sẽ thấy là những người nào mà chạy không nhất thiết là họ phải là professional hoặc là vận động viên hay là tập thể dục thường, nhưng mà nếu mà họ đi lâu ngày hoặc là chạy bộ họ cũng nói là bị đau đầu gối. Vậy thì có những cái gì mà họ nên tránh khi mà tập thể dục? Good là cái khi mà mình tập thể dục á thì mình ráng mình kiếm được một đôi giày cho nó comfortable. Tại cái đôi giày á là nó giống như là một cái foundation vậy, nó đỡ nguyên cái cơ thể của mình. Cái đôi giày mà không đúng á, nó làm cái chân mình lệch, mà cái bàn chân nó lệch nó sẽ làm cho cái đầu gối mình nó lệch theo. Cho nên đó là đôi giày, mình phải có một đôi giày khi mà mình tập thể dục, mình có đôi giày tốt. Khi mà mình tập thể dục á, mình ráng đừng có cái nền để mà tập á, đừng có cứng quá. Tại vì khi cứng quá thì cái sức dội từ cái nền á, lên cái đầu gối nó chấn động nhiều hơn. Thì khi mà nó cái chấn động nhiều hơn thì nó dễ nó dễ có thể khả năng nó bể cái sụn của mình, hoặc là nó trầy cái sụn của mình nó nhiều hơn, nhanh hơn. Mình tránh đừng có tập những cái giống như là mình, nếu mà nặng quá thì đừng tập nhảy. Giống như mình phải biết, giống như những người nhẹ nhẹ thì cái nhảy đó là good. Giống như không phải là nói nhảy đầm mà nhảy jumping á, mà mấy người nặng quá mà mình nhảy
thì khả năng mình sẽ bị nhiều hơn. Mình ráng khi mà mình khiêng nặng á, mình khiêng á, thì mình xoay á. Nếu mà mình xoay ngay cái thắt lưng của mình á, thì mình đau cái lưng. Nhưng mà mình xoay ngay cái chỗ cái khớp đầu gối á, mình sẽ bị đau cái gối. Cho nên mình xoay á, xoay nguyên cái bàn chân, giống như cái bàn chân mình đang như vậy á, thì mình xoay vậy, xoay luôn, chứ không phải là mình xoay cái cổ chân cũng không được. Mình xoay nguyên cái cơ thể mình đi theo với nhau. Thì còn nếu mà mình chỉ xoay xoay ngay cái khớp đầu gối thì nó dễ bị đau khi mà mình khiêng nặng mà mình xoay cái khớp đầu gối. Và nhớ rằng là giống như mình khi mà mình tập thể dục, mình đi lên dốc hoặc xuống dốc, mình nếu mà mình cảm hoặc là mình biết là có thể cái sức mình không có đủ thì mình nên đeo cái knee support một chút để cho nó giữ cái đầu gối mình, nó đỡ chấn thương hơn. Nếu mà mình cảm thấy đau hoặc là mình hơi hơi đau rồi mà mình biết là mình muốn đi travel hay đi gì đó, thì nên có cái đầu gối giống như cái brace, giống như là cái gọi là cái nịch đầu ngay đầu gối á, thì cái đó nó sẽ giúp cho cái người 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 giống như người du lịch hay mình đi mùa hè mình hay đi du lịch á, thì nó đỡ hơn, đỡ cái sức nặng của cái cơ thể mình xuống cái đầu gối hơn. Thì đó là những cái lời khuyên chân thành mà Giang hy vọng là các quý vị khán thính giả của đài SGN có được những cái giây phút mà mình cảm thấy nó có hữu ích cho cái cuộc sống hàng ngày của mình. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Giang rất là nhiều với những cái lời chia sẻ đó. Và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình trong vài phút đồng hồ vừa qua. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp.